nước kênh lấp tổng vốn 85 tỷ đồng bị nhiễm mặn. Người dân phải mua nước ngọt giá mỗi khối cao gấp 10 lần. 61 người Đài Loan nhiễm cúm H1N1, 13 ca tử vong trong một tuần. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Quang Huy và Như Nguyễn sẽ truyền tải đến cho quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất, những sự việc hiện đang gây dậy sóng dư luận, nhất là diễn biến về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là đề tài nóng khiến cho dư luận quan tâm, lo lắng, và chúng tôi cũng sẽ thông tin những diễn biến cũng như là ảnh hưởng về dịch bệnh này đối với người dân cũng như là những giải pháp trong bản tin ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình thật tốt để cùng mọi người, mọi nhà phòng chống và vượt qua cơn đại dịch corona. Không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây sẽ là thông tin nóng đầu tiên của chương trình. Liên quan đến tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, độ mặn trên các sông Nam Bộ có xu thế tăng cao vào cuối tuần này. Độ mặn lớn nhất tuần tại các trạm phổ biến cao hơn độ mặn tuần trước. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ cấp 1-2. Dự báo là trong thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long tập trung trong tháng 2 năm 2020, các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3 năm 2020. Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài kết hợp với việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước trong lưu vực sẽ làm cho tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trở nên trầm trọng hơn vào mùa khô năm 2015-2016. Thưa quý vị, đây là hồ trữ nước nhân tạo tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, có sức chứa 1 triệu khối nước, đáp ứng cho 200.000 dân mùa hạn mặn. Dân chưa kịp an tâm được bao lâu thì chỉ sau 6 tháng đưa vào sử dụng, hồ trữ nước ngọt này đã bị nhiễm mặn. Người dân phải mua nước ngọt giá mỗi khối cao gấp 10 lần. Hồ trữ nước ngọt Kênh Lấp là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Tây, dài gần 5 km, rộng 40-100 m, vốn là con kênh đào từ thời Pháp bị lấp hai đầu. Hồ có sức chứa gần 1 triệu mét khối nước, đủ sức phục vụ sinh hoạt cho khoảng 200.000 người tại 24 xã thị trấn trên địa bàn. Dự án khởi công năm 2017, đi qua 3 xã Tân Xuân, Phước Tuy và Phú Ngãi, cung cấp đủ nước ngọt cho sản xuất công nghiệp và trồng trọt, với tổng kinh phí khoảng 85 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương và địa phương. Hiện tại, hồ cung cấp nước ngọt cho khoảng 500 hộ dân của 5 xã. Đến năm sau, đường ống được mở rộng sẽ cung cấp cho khoảng 5.000 hộ dân. Thế nhưng giữa trưa ngày 3 tháng 2, mực nước hồ trữ ngọt Kênh Lấp Tân Xuân Ba Tri sụt giảm xuống gần 1 mét so với thời điểm mặn chưa xâm nhập 2 tháng trước. Hai bên bờ hồ, những thửa ruộng thu hoạch xong còn trơ gốc rạ, mặt đất nước toát, các rẫy trồng rau màu bỏ hoang, cây xanh lẫn cỏ dại khô cằn, chết héo vì nắng nóng. Nước máy bị nhiễm mặn nhưng người dân vẫn bấm bụng dùng vì còn đỡ hơn so với nước trên các kênh rạch nội đồng, hiện đều đã mặn chát ở mức gấp đôi. Ngoại trừ nhà nào có lưu bể chứa nước mưa dự trữ, tùy nhân khẩu đông hay ít, một hộ mỗi tháng chi phí tiền đổi nước ngọt lẫn nước máy từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Đài khí tượng thủy văn Bến Tre thông tin, cửa sông Cổ Chiên Hàm Luông độ mặn hiện dao động từ 25 đến 30 phần nghìn, độ mặn 4 phần nghìn đã xâm nhập vào đất liền cách cửa sông khoảng 48 đến 68 km. Độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập vào đất liền cách cửa sông từ 63 đến 83 km. Hiện tình trạng mặn xâm nhập ở tỉnh này ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 2. Tỉnh đang triển khai dự án quản lý nước với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Theo đó, 8 cống và 1 trạm bơm sẽ được xây dựng tại 6 huyện và thành phố Bến Tre. Khi hoàn thành, công trình sẽ ngăn triều cường và ứng phó với nước biển dâng, kiểm soát mặn cho trên 200.000 hectare đất tự nhiên thuộc 9 huyện và thành phố Bến Tre. Dự án đồng thời phục vụ chủ động lấy nước, tiêu nước, đón phù sa, tháo chua, rửa phèn phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp nuôi trồng thủy hải sản cho khoảng 100.000 hectare đất, chiếm hơn 2/3 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 6 năm tới. Trong bối cảnh cả thế giới đang bùng phát dịch corona, thì tại Đài Loan, Trung Quốc có thể phải chống chọi với đại dịch lớn hơn từ virus cúm H1N1 hay còn gọi là cúm heo. Vì theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan gọi tắt là CDC cho hay đã có 116.705 người nhập viện điều trị y tế cho các triệu chứng giống cúm tại các bệnh viện trên cả nước trong một tuần vừa qua. Trong đó, 61 trường hợp mắc cúm H1N1 được xác nhận.
Được biết, hiện 13 người từ 47 đến 97 tuổi đã tử vong vì cúm H1N1, trong đó có cụ bà trên 80 tuổi bị ung thư và viêm phổi mãn tính, bị sốt vào cuối tháng 12, 4 ngày sau bị khó thở cấp tính và tử vong sau đó. Bệnh nhân này là người duy nhất được tiêm vaccine ngừa cúm trong số 13 người chết vì virus H1N1. Còn tại Việt Nam, ngoài nỗ lực phòng ngừa đại dịch corona, vào chiều qua, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Cụ thể ra sao? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới, từ đầu tháng 1 năm 2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam năm 2019, bệnh cúm gia cầm xảy ra tại 70 hộ chăn nuôi, 44 xã, 41 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 133.000 con gia cầm. Từ đầu tháng 1 năm 2020 đến nay, cả nước có một ổ dịch bệnh cúm gia cầm AH5N6 chưa qua 30 ngày tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả chủ động lấy mẫu giám sát tại 26 tỉnh, thành phố với tổng cộng 3.966 mẫu gộp của 19.830 con gia cầm đã được xét nghiệm, cho thấy tỷ lệ dương tính với virus cúm A là 37,72%, trong đó có dương tính với virus cúm AH5N1 là 1,19%, AH5N6 là 1,82%. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm kịp thời và có hiệu quả, người dân cần tập trung thực hiện việc hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng dịch, tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm, ngăn chặn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời tổ chức tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao của tỉnh, thành phố để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt ngay từ đầu tháng 2 năm 2020. Tiếp tục chương trình là một thông tin nóng vừa ghi nhận về một vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2 ở công ty sản xuất yên đệm trên đường NA4, giao nhau DM1 tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, hàng trăm công nhân đang làm việc trong một nhà xưởng rộng khoảng 5.000m2 thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ rầm trời, khói lửa bốc lên nghi ngút, do sức nóng mà khói ngạt, công nhân lập tức phải tháo chạy ra ngoài. Ghi nhận tại hiện trường, cột khói bốc cao hàng trăm mét, đứng từ xa khoảng 15 km vẫn nhìn thấy. Xung quanh nhà xưởng có hàng trăm thùng phi chất cao, cứ khoảng 5 phút lại có tiếng nổ lớn vang lên. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều động hơn 10 phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 15 giờ 50 phút, đám cháy phần bốc lên dữ dội, một phần nhà xưởng bị đổ sập. Lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập lửa. Các đơn vị phối hợp đã ngăn nhiều tuyến đường để ưu tiên xe chữa cháy đến hiện trường. Kính thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, khiến cho người dân toàn cầu hoang mang lo lắng. Tại Việt Nam, các cơ quan chức năng đã nỗ lực phòng chống sự lây lan trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình, mặc dù thời điểm này tại Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV nào trên địa bàn, nhưng nguy cơ dịch xâm nhập qua đường cửa khẩu cảng Dung Quốc là rất cao. Chính vì thế, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường kiểm tra kiểm soát dịch đối với tàu nước ngoài xuất nhập cảnh ra vào cảng để tránh dịch bệnh lây lan qua đường hàng hải. Khi tàu chở dăm gỗ từ Trung Quốc cập cảng Dung Quốc, phòng kiểm dịch y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe sơ bộ cho toàn bộ 23 thủy thủ trên tàu. Ngay khi có kết quả khẳng định sức khỏe toàn bộ thuyền viên đều bình thường thì tàu mới được phép nhập cảng hoạt động. Hiện công tác kiểm dịch ngay tại phao số 0 đang được siết chặt đối với tất cả các tàu nước ngoài. Những cái tàu mà đến từ những vùng mà nghi có dịch, đặc biệt là Trung Quốc, thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra bằng cách là kiểm tra tất cả các thuyền viên ở trên tàu tại phao số 0 với cái cách thức là đo nhiệt độ và khám những cái triệu chứng lâm sàng, ví dụ như ho, khó thở hay là sốt. Mỗi tháng, cửa khẩu cảng biển Trung Quốc tiếp nhận từ 12 đến 15 tàu nước ngoài. Theo đó, có gần 400 người nước ngoài thường xuyên ra vào cảng. Để ngăn ngừa dịch bệnh, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trung Quốc đã có chủ trương không cấp phép lên bờ cho thuyền viên tàu nước ngoài tại cảng Trung Quốc, đồng thời hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa thuyền viên với cán bộ chiến sĩ. Mọi thủ tục hành chính hay trao đổi cần thiết đều được thực hiện qua bộ đàm và thủ tục điện tử. Kiên quyết không giải quyết cho thuyền viên nước ngoài đi bờ. Thứ hai là việc giao tiếp giữa thuyền viên trên tàu và công nhân tại cảng là thông qua bộ đàm và điện thoại di động. Là trước khi mà làm thủ tục nhập cảnh ấy,
thì làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành là kiểm soát đo thân nhiệt với tất cả các thuyền viên trên tàu và kiểm tra với những cái công nhân mà lên tàu làm việc, và yêu cầu phải đảm bảo các trang thiết bị về khẩu trang và các chế độ theo quy định. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quốc cũng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh cảng triển khai bố trí bàn kiểm dịch, đo thân nhiệt và cấp khẩu trang y tế cho nhân viên, khách hàng có nhu cầu ra vào cảng hoặc xuống tàu làm việc trong thời điểm này. Tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra giám sát chặt chẽ các mục tiêu, xử lý kịp thời mọi hoạt động tiếp cận tàu nước ngoài. Hiện nay thì đã triển khai bố trí cho cán bộ của đơn vị là trực giám sát 24/24 tại các mục tiêu, và kiên quyết là xử lý nghiêm đối với trường hợp là có ý đồ là xâm phạm vào các cái mục tiêu mà được bảo vệ. Tất cả những cán bộ công nhân viên, khách hàng, đối tác khi vào cảng thì tới cổng bảo vệ thì phải được là đeo khẩu trang. Cái thứ hai nữa phải được đo thân nhiệt. Thứ ba cũng phải là rửa tay sát trùng trước khi vào sản xuất. Khi công tác phòng chống virus corona đang ở mức báo động đỏ, thì việc tăng cường kiểm dịch đối với tàu nước ngoài tại cảng Trung Quốc góp phần sớm phát hiện, ngăn chặn dịch lây lan qua đường hàng hải vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.